Sau khi đăng ký sử dụng thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất Amit.vn, đối với lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu quý vị thiết lập một số thông tin ban đầu về doanh nghiệp phục vụ cho việc sử dụng hệ thống. Và chỉ có người dùng có vai trò admin của hệ thống Amit là người dùng nhận được email thông báo tài khoản và mật khẩu khi đăng ký sử dụng hệ thống Amit mới có thể thực hiện được chức năng này. Tại màn hình giới thiệu các bước cần thực hiện để bắt đầu sử dụng hệ thống Amit.vn, quý vị nhấn tiếp tục. Tại bước thông tin đơn vị, một số thông tin đã được hệ thống tự động lấy theo thông tin đã được khai báo khi thực hiện đăng ký sử dụng sản phẩm Amit.vn. Với các thông tin còn thiếu, quý vị có thể khai báo bổ sung. Sau khi có đầy đủ thông tin về đơn vị, quý vị nhấn tiếp tục. Tại bước cơ cấu tổ chức, quý vị lựa chọn mô hình cơ cấu của doanh nghiệp mình là không có chi nhánh, có chi nhánh hay tập đoàn. Hệ thống cũng đã xây dựng sẵn danh sách các phòng ban, vị trí thường có tương ứng với từng mô hình doanh nghiệp. Quý vị có thể xóa bỏ những phòng ban, bộ phận đã có trên danh sách nhưng không có tại doanh nghiệp mình, hoặc có thể sửa phòng ban. Hoặc có thể khai báo bổ sung phòng ban hiện có tại doanh nghiệp nhưng chưa có trên danh sách. Tương tự, quý vị cũng có thể loại bỏ các vị trí không có tại các phòng ban, bộ phận của doanh nghiệp mình. Hoặc có thể khai báo bổ sung các vị trí hiện có tại đơn vị nhưng chưa có trên danh sách. Sau khi khai báo xong thông tin về cơ cấu tổ chức và vị trí công việc, quý vị nhấn tiếp tục. Tại bước quản trị ứng dụng, quý vị có thể khai báo danh sách những nhân viên được phép toàn quyền quản lý hệ thống Amit nói chung, cũng như quản lý các ứng dụng con nói riêng như kế toán, bán hàng, nhân sự, tin tức, công việc, sáng kiến, văn thư, kho ảnh, kho phim, v.v. Quý vị nhấn thêm. Khai báo các thông tin về nhân viên. Quý vị có thể thiết lập thông tin tài khoản được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống Amit.vn là theo mã nhân viên hay theo địa chỉ email của nhân viên. Sau đó phân quyền các ứng dụng mà nhân viên được phép quản lý. Quý vị lưu ý, với những người dùng có vai trò admin của hệ thống Amit sẽ cho phép thực hiện được toàn bộ các chức năng trên các ứng dụng Word, tin tức, công việc, sáng kiến, tài liệu, download, kho ảnh, kho phim, danh bạ. Và phân quyền các vai trò quản lý từng mảng nghiệp vụ chi tiết trên từng ứng dụng, kế toán, bán hàng, nhân sự. Còn người dùng có vai trò quản trị các ứng dụng con của Amit sẽ được phép thực hiện toàn bộ các chức năng trên các ứng dụng con đó. Ví dụ, quản trị ứng dụng kế toán có vai trò toàn quyền về ứng dụng kế toán, quản trị ứng dụng nhân sự có vai trò toàn quyền về ứng dụng nhân sự, v.v. Sau khi khai báo và phân quyền quản lý cho nhân viên xong, quý vị nhấn cất. Trường hợp muốn sửa hoặc loại bỏ thông tin về một nhân viên đã có trên danh sách, quý vị lựa chọn biểu tượng sửa hoặc xóa tương ứng. Quý vị nhấn tiếp tục. Quý vị kiểm tra lại các thông tin mà mình vừa thiết lập. Nếu phát hiện thông tin bị sai, quý vị nhấn quay lại để có thể sửa lại thông tin. Nếu thông tin đã đầy đủ, quý vị nhấn hoàn thành để kết thúc việc thiết lập thông tin ban đầu và bắt đầu sử dụng hệ thống Amit.vn. Đối với các thông tin vừa được khai báo, quý vị có thể chỉnh sửa hoặc khai báo bổ sung trong quá trình sử dụng bằng cách thực hiện chức năng thiết lập tại trang Word. Trên đây là những hướng dẫn về việc thiết lập các thông tin ban đầu trong lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống Amit.vn. Chúc quý vị thực hiện thành công!